Stream của anh Trọng Quang đã mất đi một người khi mà quân rơi ra sau đấy. Cầu tốt giải đá vũng. Hay thế nhở. Đây là đôi Triệu Hoàng Anh và đôi Lê Văn Tú xin Lê Văn Tú Lương Tuấn Huy xin chào các bạn. Trận đấu rất hấp dẫn. Một đôi là tuyển trẻ của Hà Nội và một đôi là đôi phong trào hàng đầu. Cầu rất bền, cầu rất bền. Nhưng Thiện Quang điểm số của phát cầu ở đây. Nghĩ thế là đội trước hay. Hay. 4-3. Số về là 5-3. Đập cầu. Đập cầu. Đập. Ôi. Đôi trẻ là đôi nam trẻ số 1 với lại tại thời điểm này đó. Cho nó cái này. Tiếp tới. Hay chặn lưới. Thôi ông ấy kiếm phim nhiều ơi. Phải cứ thấy ai nổi tiếng rồi quay để lấy. Đúng. Cho nên là đây là
vừa chết. Cậu rất hay với em đi. Ok, xin chào anh Thương. Ôi. Xin giới thiệu các bạn, anh Phạm Đức Thương là anh hôm qua đã thi được điểm 11-10. Đã làm trò chim chuột ở trên stream. Anh Triệu bị anh Triệu lùi rất hay bị áp cầu. Tuyệt vời. Và đây chính là đến từ Y Sĩ. Tài chính này bù lão quá nên là bị đuổi xuống cuối sân anh ạ. Thì em mày vừa nói gì đấy? Em bảo là sự em một là bác. Hoàng Anh có một chút. Chúng ta anh đổi lò cho Hoàng, lò cho cả người yêu Hoàng. Nửa đêm dậy người yêu Hoàng đâu? Không làm tiếp theo không em. Cùng nào đây? Anh nói chuyện nhỏ Hoàng đâu, trong người ở trong ngoài cũng phải vô Hoàng chứ. Bây giờ đang xếp một điểm là 16-14 cho đôi Huy Tú. Là đôi ở gần màn hình đấy. Huy Tú là dẫn 16-14. Si Tú, Si Bo Trai Hà Nội. Ôi. Ăn bim. Ủa là không. Sau pha cầu này tôi sẽ quay rút mặt trăng hạn các bạn sẽ. Rất căng cả. Tiếp tục đáp không vào Triệu. Triệu cứ giờ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp rồi. Hai vận động viên phong trào đấu với hai vận động viên chuyên nghiệp. Đây đang là set 1 đấy ạ. Thi đấu 3 set 21. Có ai nhớ nhiều không anh? Có, nhưng mà chuyện có. Anh xin các bạn là hãy chịu không thi đấu sự nghiệp. Anh Hoàng Anh thôi. Anh chịu là Hoàng Anh luôn đang thi đấu sự nghiệp. Và anh chịu cũng là được tập thành sự nghiệp. Anh Hoàng Anh đã thi đấu sự nghiệp của Bộ Công an. tiếp tục vào những vào không cầu vận động bên Triệu. Cầu trong sân 18-16. Cầu ra ngoài. Cầu ngoài. Giải ở Đông Triều Mạo Khê. Đúng rồi. Cái đứa biểu mày mặc áo bóng nhỉ. Set 1 kết thúc 21-17 cho đội Huy Tú. Trận này